tại chương trình 9 người 10 ý với chủ đề tiền. Chúng ta sẽ gặp gỡ hai vị khách mời vô cùng thú vị, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và diễn viên Tường Vi. Mỗi người một quan điểm, ý kiến riêng về câu chuyện xoay quanh đồng tiền. Vậy đâu là quan điểm đúng đắn nhất? Nói thật ra em vẫn quan niệm là tiền rất là cần trong cuộc sống. Chỉ cái người nào có tiền ấy, họ mới có cái sự coi thường nó. Không phải là tham tiền nhưng mà cuộc sống phải có tiền. Tiền không phải là tất cả. Tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng không thể giải quyết được vấn đề sức khỏe. Sao mà con hành chồng con dữ vậy trời? Không có được đâu Tám ơi. Bây giờ á, tiền là quan trọng nhất. Sức khỏe là một lẽ, nhưng nếu như mình không có lắm đến tiền, lấy tiền đâu mà lo sức khỏe? Chú Thành chạy xe ra ngoài đầu ngõ, cái bị đột quỵ xỉu, người ta đem vô bệnh viện rồi. Thiếu mạnh vô liền nha. Trời ơi. Thiệt thì sao? Chúng ta cùng đón xem tập 8 chương trình 9 người 10 ý với chủ đề tiền sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 8 tháng 3 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau ngày 9 tháng 3 năm 2020 vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.